Tôm. Ba Tùng, sao ba về trễ quá vậy? Ba không nhớ là ba đã hứa gì với con với Bình hả? Gì làm gì? Con gái là ai tự nhiên kêu tôi bằng ba vậy trời? Con là con gái của ba nè. Ba quên hết rồi hả? Ba thất hứa rồi. Đấy, nhưng mà con nít đừng nói xạo nha. Con chưa có vợ làm gì các con. Trời ơi, giờ chơi. Ba nói vậy mà nghe được à? Nếu ba không nhận con là con nuôi thì tại sao con có thể ở trong nhà này được chứ? Ba... xong hết tất cả mọi việc, dắt mấy đứa nhỏ đi mua sắm cùng chú. Trời đất ơi, chú giỡn hả? Giỡn cái gì, chú nói thiệt á, dắt đi mua sắm hay chưa? Chú quá đáng quá nha. Dám ăn khiếp Phi này hả? Đừng có mơ. Nhưng mà tội nghiệp hai đứa nhỏ quá. Gì hả? Cứu bộ con cái này nha. Ủa? Chú nhờ con mua mà Vi. Sao nhờ gì đủ là sao? Con đâu có rảnh. Nè, ăn nói hai lời nhớ nghe chưa? Rồi vô, về nè. Xong nhiệm vụ nha. Ăn nụ. Đó, chủ trương tiết kiệm, rẻ, bền đẹp. Có order hàng trên mạng nữa nha. Quá trời luôn. Trời ơi, mua cái gì mà quá trời quá đất rồi mua online nữa hả chị Nụ? Chứ sao? Dì Nụ? Gì? Sao dì Nụ biết cách đặt hàng hay vậy? Dì Nụ là ai? Mấy cái chuyện mà order trên mạng á, giống như trở bàn tay gì đó, hiểu không? Trời ơi, trở bàn tay gì? Viết chì gì đâu mà không có cục gom. Trời ơi, mua cục gom chỉ cho tốn tiền mà. Bây giờ lấy cái cọng thun bột vô rồi gom. Còn lấy cọng thun buộc lại nữa. Mua thằng chi mà quá trời quá đất gì. Nhiều biết tại sao. Mua sỉ được giá tốt, hiểu chưa? Trời ơi, con tôi nó học tôi tính đem về bán lợi hay sao vậy? Điện thoại hả? Sáng mắt chưa, nhờ đi mua không mua giùm. Alo. À đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đi thẳng vô. Rồi. Hey, cặp với áo tới rồi. Toàn là hàng best sale không á nha. Chị Nụ coi đi, cặp nó xấu quá à. Rõ ràng ở trên mạng cái hình nó đẹp dữ lắm, chứ ra ngoài cái này chắc nó in lộn hay sao á ta. Cặp mà in lộn cái gì, đặt hàng online phải kiếm cái trang nào nó uy tín. Đâu phải trang nào rẻ cũng mua được đâu chị. Nó bây giờ dày rồi, giờ sao? Trời tôi ơi, thấy nó tới nó giao hàng, nó bỏ nó chạy liền rồi, tôi nghi ngờ rồi. Dì Nụ hả? Sao dì Nụ mua áo gì mà kéo cái áo lên không được nè. Rồi hư luôn rồi đó. Ôi da. À, đau hả? Gì vậy con? Kỳ trời vậy ta, một bộ 500 ngàn lận chứ ít gì. Trời đó, rồi. Dì bị hố rồi đó. Nhiều cái trình hình đẹp lắm mà ra ngoài thì gớm. Thiệt tình đó. Ủa rồi Bình đâu? Quần áo thử làm sao? Ba ơi ba. Không thử đồ đi con. Con bị xúc hai cái nút rồi. Trời áo mới mua xúc hai cái nút. Trời đất ơi, chết rồi. Đi đứt hết 5 triệu bạc à, vừa lòng chưa Vi? Ba Tùng không thương tụi con nên mới giờ dì Nụ mua đồ giùm tụi con. Sao con nói vậy, ba thương tụi con mà. Ngày xưa mẹ Dương nói, nếu hành động một thứ gì đó mà không có tình thương thì cũng sẽ đều vô nghĩa. Hôm qua ba Tùng nói đúng, tụi con ngang không sức khỏe nhà ba nên ba không thương tụi con là đúng rồi. Tụi con làm phiền ba quá, tụi con làm phiền ba nữa đâu. Hôm qua ba say cho ba xin lỗi mà. Thôi mà con gái. Chị Bình, chị An ơi, chị An. Trời ơi, hôm qua tôi say quá. Tụi nhỏ nó có biết cái gì đâu mà nói với tụi nó vậy.
Chị hai ơi, mắc cười quá. Chị hai cười đi. Cười đi mà. Không, con vẫn còn nhận ba. Để coi sau này ba còn nhậu say xỉn không. Thôi mà, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đừng giận ba nữa. Lấy cây viết lông này, muốn vẽ con mèo, vẽ con chó, vẽ con bò, vẽ con heo gì đó, vẽ đại trên đầu ba đi nè. Nè, vẽ xong đừng giận ba nữa nha. Không. Ba ơi, hay là ba cho con vẽ đi. Thôi, cái gì vậy? Thôi. Tôi cho chị hai mấy người giận, mấy người vẽ thôi. Mấy người có giận tôi đâu mà kêu vẽ. Thôi mà, nè, ba hứa, ba thề với con luôn, từ nay về sau ba không bao giờ nhậu say xỉn nữa. Nếu mà ba tái phạm cái lời thề của ba thì ba sẽ xong rồi quên cái gì. Không phải đâu công chúa của ba ơi, trời ơi, ba lúc nào cũng thương tụi con hết. Ba hứa từ nay về sau ba thương hai anh em tụi con như là hai đứa con ruột của ba nha. Ba thương tụi con nhiều hơn nữa nha. Ba không thể nói dối tụi con như thế này hoài được. Ôi mà, ba có nói hoài đâu, ba mới lần đầu thôi à. Ôi, ông Trạm bỏ cho ba nha, nha công chúa của ba. Ba thương con lắm luôn á. Nha, nha, ba hứa, bây giờ con muốn ba hứa gì ba hứa hết. Ba, ba muốn gì hay không nhận. Với một điều kiện, ba đừng có cho Candy với anh Winner làm con ba nha. Ủa, ai nói là ba cho Candy với Winner làm con ba? Thì cô Linh nói chứ ai. Con chỉ muốn làm con của ba Tùng thôi. Ba biết rồi mà cô Linh nói gì, sao cô Linh nói vậy? Đúng rồi đó ba. Lúc nào cô Linh nói chuyện với tụi con cũng bắt nạt tụi con không à. Là ngày hôm qua tụi con khóc quá chừng luôn. Có chuyện đó luôn hả? Dạ. Ba hứa với tụi con từ nay về sau ba không bao giờ để cho cô Linh bắt nạt tụi con nữa. Được chưa? Ba sẽ bảo vệ tụi con. Được chưa? Dạ. Ba sẽ là Superman, ba sẽ là Spiderman, ba sẽ là Batman, ba sẽ bảo vệ tụi con. Được chưa? Dạ. Giờ hết giận tôi chưa? Có thể cho tôi một nụ cười được không? Đó, trời ơi, ấm áp gì đâu là ấm áp. Nhưng mà con vẫn còn giận chút chút. Thôi mà, trời ơi, nhỏ xíu tuổi mà hở chút giận là mau già xấu xí lắm á. Mặt sẽ chảy xuống ghê lắm á nha. Đừng có giận, lúc nào cũng phải tươi cười, giống ba lúc nào cũng phải tươi cười. Đúng không? Trời, chờ ba chút nha. Alo. Trời đất ơi, tôi quên. Chờ tôi chút. Nè, bây giờ ba có công việc, ba phải đi. Tụi con ở nhà nhớ coi nhà, đặc biệt không được quậy phá. Hai chị em phải thương yêu nhau và đặc biệt không được cho người lạ vô nhà mình, nghe chưa? Nhưng mà ba, khi nào ba mới mua tập sách cho tụi con? Thì để ba về đi rồi tính với con, gái yêu. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên TikTok nhé.